Dạ, Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Sư Cũ Mê Công. Mỹ Ngân em hôm nay có về một số sản phẩm đồ gỗ và đồ gốm sứ nha cô chú anh chị mình. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop em nha. Rồi, mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho mình một bộ bàn ăn. Bộ này gồm có là 9 món nha cô chú anh chị mình, 8 cái ghế và một cái để cái ghế kia vô luôn cho nó đủ bộ. Dạ, nó gồm có là 8 cái ghế và một cái bàn, là chọn bộ này là 9 món nha cô chú anh chị mình. Bộ này là gỗ hương. Cái hàng này thì bên em đang để mộc cho mình toàn bộ luôn ha. Đặc biệt cái bộ bàn hôm nay là bộ bàn lớn và toàn bộ cái mặt bàn là gỗ liền một khối nha cô chú anh chị mình. Được cẳng ốc tích đó là đồng quê nha. Đó, để em qua đo cho mình xem, đo cho mình xem trước cái ghế nha cô chú anh chị mình. Đặc biệt hôm nay cái bộ bàn này khá đẹp luôn. Cái mặt bàn, mặt ghế đều là một lá hết nha cô chú anh chị mình. Gỗ hương vân rất là đẹp luôn nha. Cái đường kính ở đây em đo chiều rộng ra của cái ghế là 40. Chiều ngang qua của nó là 50 ha. Mặt ghế liền một lá nha. Độ dày của cái miếng dán này là 3 phân nha cô chú anh chị mình. Dán liền một tấm 3 phân. Chiều cao phủ bì của ghế ở đây là 1m06 ha. Đó, mình xem giùm em. Cái này thì em để hàng còn mộc nguyên si nha cô chú anh chị mình. Đó, mình thích sơn như thế nào thì báo em sẽ làm cho mình hoàn thiện nha. Ở trên đây người ta cẳng tích là song long. Đó, ở dưới đây là hoa hồng chim hoa ha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn nha. Mặt bàn là một lá và mặt ghế một lá rất là hiếm có nha cô chú anh chị mình. Dán dày 3 phân nha. Đó, mình xem giùm em. Đó, hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Lành lặn liền lạc hết luôn ha. Đó, bộ này khá lớn ha. Đó, 8 cái ghế thì nó tương đương giống nhau. Em sẽ đo đại diện một cái thôi nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng thì vân em bao cho mình vân gỗ rất là đẹp luôn. Hàng gỗ hương rất đẹp ha. Mặt sau cũng cẳng luôn. Đó, cẳng hoa hồng ha cô chú anh chị mình. Cái này mình sơn cái màu nó hơi nâu xuống một tí là rất là đẹp nha. Đó, rồi em qua dẹp cái đó ra để quay cái mặt bàn luôn anh. Em qua đo cho mình xem cái mặt bàn ha. Đó, thì cái mặt bàn ăn dài này là hàng G nha cô chú anh chị mình. Nhưng mà nó là liền khối nha. Để em đo cho mình xem. Ván liền khối nó cặn ốc hầu như là bít cái tấm dán luôn nha. Chiều dài phủ bì là 2m07. Chiều rộng phủ bì là 97 nha cô chú anh chị mình. Độ dày là 4 phân rưỡi nha, gần 5 phân, 4 phân rưỡi là dán liền một tấm nha, rất là dày dặn luôn. Đó, mình xem giùm em, ở phía trên cặn ốc là tích là đồng quê ha. Đó, cặn hầu như là gần bít cái tấm ván luôn. Cô chú anh chị mình xem, và toàn bộ ở trên mặt này là người ta cặn toàn bộ là ốc nha. Đó, mình xem ha. Đó, tình trạng của cái bộ này thì lành lặn liền lạc hết cô chú anh chị mình. Đó, dán liền tấm nha. Dày gần 5 phân, 4 phân rưỡi ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667. Đó cũng là số Zalo ha. Cô chú anh chị nào yêu mến sản phẩm nào thì mình cứ liên hệ qua số đó giùm em. Đó, ở phía trên đó là người ta cẳng tích đồng quê ha. Toàn bộ ốc xà cừ hết nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn ha. Cái này mình đi màu cánh dán vô nữa thì nó sẽ sậm lên cái màu gỗ, lên cái màu ốc rất là đẹp nha. Cái này còn để cái màu gỗ của nó cho nên là nó chưa có nổi bật cái màu ốc lên mấy ha. Đó, mình xem giùm em. Tại vì đa số bây giờ cũng nhiều cô chú anh chị thích chơi cái hàng mộc á, cho nên hôm nay em siêu tầm về được cái bộ bàn này là bộ bàn mộc luôn nha. Cho nên quay cho mình luôn, dễ giao lưu. Cô chú anh chị mình thích sơn màu gì thì theo ý muốn của cô chú mình em sẽ làm theo ha.
Dạ, em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Cô chú anh chị mình ở gần em và muốn tới nhà xem thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên giùm em nha. Rồi cái chân bàn là cái bộ bàn này là gồng mai nha cô chú anh chị mình. Đó, người ta đục chạm toàn bộ là đục tay hết luôn nha. Đó, cái bộ này em bao cho mình là hàng đục tay 100% luôn. Đó, gồng mai nha, cái đó là con gồng đó, rất đẹp luôn ha. Mặt bàn gời nha cô chú anh chị mình, hàng rất là dày dặn luôn nha. Đó. Toàn bộ là những cái chi tiết đó là ghép mộng nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha. Bộ này thì em bao cho mình toàn bộ là đục tay. Đó, hai con gồng rất đẹp luôn ha. Ừ, ở chính giữa đó là con công ha, con phụng ha, con phụng. Rất là đẹp. Bộ này thì cũng ít có khi có lắm nha cô chú anh chị mình. Đó, mình sưu tầm những mặt hàng này thì không có đụng hàng ha. Tại hàng này là hàng người ta đặt. Dạ, bộ này là gỗ của Hương nha cô chú anh chị mình và hàng người ta đặt ha. Đó. Chứ không phải là hàng chợ. Hàng chợ thì mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều sản phẩm nó giống nhau nha. Còn những cái mặt hàng đặt này á, thì ít khi có trùng lắm cô chú anh chị mình nha. Dạ đúng rồi, mặt phía bên kia giống mặt phía bên đây nha cô chú anh chị mình. Bộ này thì quá đẹp rồi ha. Nói chung hàng bộ lớn như vậy á, hiếm khi có mà cái mặt dán liền lắm cô chú anh chị mình nha. Đó thì bộ này là gỗ hương, bộ tổng bộ của nó là 9 món ha, một cái băng cái mặt bàn với lại 8 cái ghế. Hàng thì siêu văn nha cô chú anh chị mình. Rồi bộ gỗ hương mặt dán liền. 9 ghế, 8 ghế và một mặt bàn em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 110 triệu, bên em bao phí ship tặng nhà toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình ở gần em mà muốn xem trực tiếp bộ bàn này thì cứ liên hệ qua số điện thoại ở trên giùm em ha. Bộ này em giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình là 110 triệu nha cô chú anh chị mình. Rồi, mã tiếp theo. Mã K2 em giới thiệu cho mình một tấm tranh liền khối nha cô chú anh chị mình. Đó, tấm tranh liền khối thiếp thiếp chữ vàng ha. Đó, cái này là gỗ giỏi ha. Gỗ giỏi hàng liền khối, cái chữ ở phía trên là Ẩn Hà Tư Nguyên nha cô chú anh chị mình. Ẩn Hà Tư Nguyên ha. Bốn chữ này là chữ người ta đục ha cô chú anh chị mình. Rồi chiều dài phủ bì là 1m97 nha. Hàng liền khối nha cô chú anh chị mình. Gỗ giỏi. Chiều cao là 60. Độ dày là 3 phân rưỡi ha. Rồi mình xem giùm em mã này là mã K2 nha. Cái bốn cái chữ này là Ẩm Hà Tư Nguyên nha cô chú anh chị mình. Đó, cái ý nghĩa của hồi xưa người ta đục chạm lên ha. Đó, cô chú anh chị mình lớn tuổi thì sẽ biết hiểu hết cái ý nghĩa chứ còn như em còn nhỏ thì cũng có thể là không có hiểu hết nha. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì cứ liên hệ với em. Rồi cái tấm tranh này em giao lưu mình với giá là 4 triệu 500 ngàn. Bên em bao phí ship toàn quốc nha. Đó, hàng liền khối rất là dày và nặng luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em. Đó, lên giùm em mã K2 ha. Rồi, mã K3 em giới thiệu cho mình một tấm tranh gỗ gõ hàng cẳng ốc như cô chú anh chị mình. Đó, tích là chim hoa ha. Hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì là 1m27. Lọt lòng ở đây em đo là 1m09 ha. Chiều cao là 60. Độ dày là 3 phân. Rồi mã K3 hàng cẳng ốc gỗ gõ. Em giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 6 triệu 800 ngàn. Đó mình xem giùm em toàn bộ là ốc hết nha cô chú anh chị mình. Đó ốc xà cừ ha. Cái chữ tàu bốn chữ đó em có thể dịch cho cô chú anh chị mình khi giao lưu nha. Khi mình giao lưu thì em sẽ dịch cái bốn cái chữ đó ra cho mình ha. Rồi quay mặt sau. Mã này mã K3 em giao lưu mình giá là 6 triệu 8 ha. Rất là liền lạc luôn nha cô chú anh chị mình. Rồi K4 em có tấm tranh đồng quê gỗ gõ nha cô chú anh chị mình được cẳng ốc rất đẹp nha.
Chiều dài phủ bì là 1m18. Chiều cao lên nó là 48. Độ dày là hơn 3 phân. Tấm tranh đồng quê gỗ gõ này mã K4 em giao lưu mình với giá là 3.900.000. Rồi quay mặt sau ha. Đó, em đã gia cố móc cho mình ha, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo em có tấm tranh Vinh Quy Bái Tổ, hàng gỗ gõ cẳng ốc nha cô chú anh chị mình. Để đây, để xuống đây luôn đi. Đó, mình xem giùm em. Tấm này là liền khối nha. Đó, gỗ gõ liền khối. Chiều dài phủ bì là 80. Chiều cao lên là 40, độ dày là 3 phân rưỡi. Đó, mình xem giùm em ha. Tích là Vinh Quy Bái Tổ. Hàng này cũng gần đây thôi nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ gõ liền khối ha. Rồi, mã này là mã số 5. Em giao lưu mình với giá là 2.800.000. Mặt sau đây, cô chú anh chị mình xem. Rồi, em có tấm chanh này gỗ gỗ lim nha cô chú anh chị mình. Cái tấm chanh này gỗ lim mà hàng liền khối. Hàng này là hàng xưa nha, gồng phụng nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em cái tình trạng này cũng vài chục năm rồi ha. Nó có tình trạng nó hơi găng găng ở đây nha. Đó thì em siêu tầm sao về em giao lưu lại cô chú anh chị mình như vậy ha. Này là tấm dán liền nha. Chiều dài phủ bì là 85. Chiều rộng lên là 35. Độ dày thì khá dày. Độ dày là hơn 5 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, nếu mà tại vì cái này là nó đục chạm nổi mà. Cái khối cây rất là dày nó mới đục xuống còn được bao nhiêu ha. Đó, mình xem giùm em. Thì hàng này hàng xưa. Cô chú anh chị mình thích siêu tầm những cái hàng này thì em sẽ quay cho mình cụ thể ha, nó tình trạng của nó như gì nha cô chú anh chị mình. Rồi em giao lưu mình tấm này giá là 2.500.000. Rồi tiếp theo em có một cái cháp đựng bánh mứt nha cô chú anh chị mình, gỗ gõ cẳng ốc tích là đồng quê ha. Đường kính ở đây em đo là 26 vuông. Chiều cao của nó là 10 phân. Đó, mình xem giùm em, cặn ốc rất là đẹp luôn nha. Đó, tích là đồng quê. Mã K7 này em giao lưu mình cái cháp này với giá là 2.800.000. Ha, hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, hộp đựng bánh mứt. Rồi. Gỗ gõ nha cô chú anh chị mình, hàng cặn ốc rất là đẹp luôn nha. Rồi, mặt sau đây. Lên giùm em mã K7. Rồi mã K8 này thì em có cái khay trà. Khay trà gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Đó, được đục chạm ha. Rất là đẹp luôn. Chiều dài phủ bì là 40. Chiều sâu vô của nó là 31. Chiều cao là 11 phân. Khay trà này cũng khá lớn nha cô chú anh chị mình. Thì nó đục chạm đây. Tức là lông phụng nha. Đó, mình xem giùm em ha. Rồi cái khay trà này em giao lưu mình giá chỉ có 1.500.000 thôi. Bên em bao phí ship tặng nhà cho mình. Cô chú anh chị mình xem sản phẩm nào mình yêu mến thì liên hệ và chụp hình và gửi qua số Zalo giùm em ha. Tiếp theo thì em có 5 cái dĩa bông đào nha cô chú anh chị mình, hộp xoài bông đào ha. Chiều dài phủ bì là 27. Chiều rộng của nó là 20. Thì 5 cái dĩa này mã K9 em giao lưu mình giá là 250.000. Bên em bao phí ship tặng nhà. Đó, hàng này thì em thấy tình trạng của nó là lành lặn nha cô chú anh chị mình. Nó có cái dưới này bự hơn tí nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Chiều dài của nó là 29 nha, nó bự hơn 2 phân. Rồi 5 cái này em giao lưu mình với giá là 250.000. Rồi tiếp theo em có cái một cái hũ đựng vàng nha cô chú anh chị mình. Đó, vàng hộp sòi gì mình có mình đựng vô đây ha. Rồi, chiều cao phủ bì là 20. Đường dòng bụng của nó là 58. Đó, mình xem giùm em ha. Đó, hộp sòn gì đó, kim cương gì cô chú anh chị mình đựng vô. Này hàng này hàng cũng lâu tuổi rồi nha cô chú anh chị mình, sáu tuổi rồi. Rồi cái này em giao lưu mình với giá là 500.000 ha, bên em bao phí ship. Rồi tiếp theo thì em có một cái gì tự nhiên quên à. Cái bát điếu bọc đồng nha cô chú anh chị mình. Thì cái này nó cũng bự hơn cái thường em hay quay ha.
Đường kính ở đây em đo là 21, chiều cao là 14 ha. Cái bóng điếu của nó là 36, chiều cao của cái này lên đây là 18, dòng bụng là 33. Hàng bọc đồng nha cô chú anh chị mình, rất là đẹp ha. Đó, tình trạng của nó là lành lặn liền lạc, còn xài tốt nha cô chú anh chị mình. Chọn bộ này em giao lưu mình với giá là 1.200.000. Đó, hàng đẹp nha. Đó. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em. Cái bát điếu mã K11 ha. Rồi K12 em có cái dĩa men gạn. Hàng vẽ nha cô chú anh chị mình, khá đẹp luôn ha. Đó, cái tích ông Phúc Lộc Thọ nha. Đường kính dĩa em đo là 35. Đó, em giao lưu mình với giá là một này mã K12, giá là 900.000. Cái dĩa Phúc Lộc Thọ ha, giá 900.000. Đây mình xem giùm em. Rồi tiếp theo em có cái dĩa hàng của Tàu ha. Dĩa con chim Phượng Hoàng rất là đẹp luôn nha. Chiều đường kính em đo là 43 nha. Đó, hàng này dĩa của Tàu dưới chôm có mộc như cô chú anh chị mình, hàng vẽ tay mã K13. Em giao lưu mình cái dĩa này với giá là 1.800.000. Đây mình xem giùm em ha. Rồi. Rồi tiếp theo em có cái bình gồng. Cái bình này hàng vẽ đắp nổi nha cô chú anh chị mình, mình gờ nó sẽ cộm cộm lên ha. Đó, mình xem giùm em. Bình hút lọc ha. Chiều cao phủ bì là 39. Cái bình hút tài lộc. Dòng bụng của nó là 68 ha. Hàng này hàng của Tàu cũ nha cô chú anh chị mình. K14 này em giao lưu mình cái bình gồng này với giá là 2.200.000. Dưới chôm có mộc nha cô chú anh chị mình, hàng rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo có cái bình hút lọc con cọp ha. Đó, hút tài lộc, hàng vẽ tay nha cô chú anh chị mình, khá đẹp luôn. Chiều cao là 40, đường kính miệng ở đây em đo là 7 phân. Dòng bụng là 100. Đó, cô chú anh chị mình xem. Bình hút lọc con cọp. Đó, mình về mình trưng bày phong thủy ha. Đây, chôm này, cô chú anh chị mình xem giùm em. Rồi, cái này mã K15 em giao lưu mình với giá 1.800.000. Rồi K16 em có cái bình hút lọc men gạn, cái này hàng đắp nổi long phụng rất là đẹp. Ủa, cái gì? Phu thê viên mãn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng đắp nổi ha. Hoa văn mình gờ rất là cộm tay nha. Chiều cao là 45, đường kính miệng là 14. Dòng cổ ở đây em đo là 23. Dòng bụng của nó là 118. Khá lớn ha, hàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Nhận hàng 6 trả lợi em, không tốn phí ship nha. Đó, những mặt hàng này bên em bao lành lặn liền lạc tới tay cô chú anh chị mình ha. Đó, hàng cũng rất là già tuổi nha. Rồi, cái này em giao lưu mình với giá là 2.200.000. Rồi, tiếp theo em có cái bình con phụng rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha. Hàng vẽ tay nha. Đó, hàng này vẽ 3D, rất là đẹp. Chiều cao phủ bì là 40, đường kính miệng là 13, dòng cổ là 18, dòng bụng là 98. Đó, hàng này hàng vẽ 3D nha cô chú anh chị mình, vẽ tay nha. Đó, vẽ xong rồi người ta đưa vô cái lò nung nhiệt độ cao á, nhìn nó rất là đẹp nha cô chú anh chị mình, nó ra cái hình 3D ha. Đó, rồi cái bình hút lọc con phụng này em giao lưu mình với giá là 2.400.000. Cô chú anh chị mình thích sản phẩm nào chụp hình gửi qua số Zalo giùm em nha. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em có cái bình củ tỏi con rồng. Những cái mặt hàng này là hàng vẽ tay nha cô chú anh chị mình, vẽ màu ha. Chiều cao phủ bì là 39, đường kính miệng em đo là 7 phân, dòng cổ là 22, dòng bụng là 75. K18 cái bình củ tỏi hình con rồng, hàng vẽ tay em giao lưu mình với giá là 1.700.000. Đó, mình xem giùm em ha. Rồi tiếp theo em có bộ 3 bình trứng nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em. Đó, tích là sơn thủy hữu tình nha. Đó, bộ 3 bình trứng men gạn. Thì cái hàng, cái bộ 3 này em giao lưu mình giá rất là mềm nha.
Chiều cao này là em đo là 34, chiều cao của bình là 32. Cái dòng bụng của cái bình là 44. Đường kính miệng là 13. Rồi, cái bộ ba này em giao lưu mình với giá là 1.700.000. Cái dòng bụng của cái trứng là 53. Đó, mình xem giùm em ha. Hàng lành tích nha. Rồi, mã số này là mã số 19. Bộ ba bình này em giao lưu mình 1.700.000 thôi. Rồi, mã số K20. Em có cặp bình màu xanh rất là đẹp luôn, hàng vẽ nha cô chú anh chị mình. Đó. Chiều cao phủ bì là 43, đường kính miệng của nó là 14. Dòng cổ là 30. Dòng bụng của nó là 63. Hàng liền lạc lành lặn ha cô chú anh chị mình xem. Lành tích nha. Đó, K20 này em giao lưu mình bộ này với giá là 2.400.000. Đó. Rồi. Rồi, K21. Em có cặp chóe của chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha. Cặp chóe này em thanh lý nha. Cô chú anh chị mình ở gần thì mình giao lưu ha. Đó, mình xem giùm em. Em giao lưu cặp chóe này thanh lý cho cô chú anh chị mình nha. Tại nó có tình trạng một tí em sẽ báo cho mình. Chiều cao phủ bì là 61. Cái dòng bụng của nó là 105. Cái miệng của nó em đo ở đây là 10. Cầm giùm cái này. Cái miệng ở đây em đo là 19 nha. Cặp chóe này cũng khá lớn nha cô chú anh chị mình. Đó. À. Cái này là em thanh lý nha. Thanh lý giá lỗ vốn luôn. Đây là. Này. Này cái mặt trên này cô chú anh chị mình. Đó. Cái này nó có tình trạng tí xíu. Do em làm bị mẻ chút xíu ở trên cái miệng này ha. Còn toàn bộ là nó là lành lặn hết, nó chỉ mẻ cái này thôi. Cô chú anh chị mình xài mình đậy lợi thì cũng không ai thấy ha. Đó. Thì em thanh lý cái cặp ché này giá chỉ có 2.200.000 thôi. 2.200.000 bên em bao phí ship cho mình luôn. Đó, giá khá mềm. Đó. Cái này rất rẻ nha cô chú anh chị mình. Đó, em bao em thanh lý cái này là lỗ vốn luôn á. Được, cô chú anh chị mình giao lưu ha, ủng hộ em nha. Rồi tiếp theo em có một cây đao bằng đồng của chú anh chị mình. Cây đao này là hàng bằng đồng cũ nha. Đó, liền khối. Đó là cân nặng của nó là 6kg nha cô chú anh chị mình. Độ dài của cây đao là 63 nha. Và chiều cao chỗ này em đo là 23. Đó, nó có cái đế để phía dưới luôn nha. Em giao lưu mình cây đao này với giá là 3.500.000. Đó, cân nặng cây đao là 6kg. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Cây đao bằng đồng ha. Cái này nó nặng lắm, để em cầm lên cho. Nó khá nặng. Trời sao cầm không nổi. Đó, mình xem giùm em ha. Rất là đẹp nha. Rồi. Mã này là K22 nha cô chú anh chị mình. Giá là 3.500.000 ha. Rồi, mã K23 thì hôm nay em có về được bộ lưu đồng hàng cũ nha cô chú anh chị mình. Đó, tích của nó là song long nha. Cân nặng của cái bộ lưu này thì 13.5kg nha cô chú anh chị mình. Nhưng 13kg, bộ này thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Chiều cao phủ bì ở đây em đo là 43. Chiều rộng của cái lưu này là 34 nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cái đỉnh đèn này là 33. Còn cái đỉnh hạt ở đây chiều cao là 40. Đó, chiều rộng của cái đèn ở đây em đo là 17 phân. Chọn bộ này thì gồm có là 5 món ha. À, ngũ sự. Đó, cô chú anh chị mình xem. Đồng này thì đồng sạch, rất là đẹp luôn. Hàng này thì em bao cho mình. Nhận hàng xấu trả lại em. Đó, cặp hạt đây cô chú anh chị mình. Đó. Rất là đẹp nha. Chọn bộ này thì 13kg ha cô chú anh chị mình. Đây, cái đầu con lăn, hình con lăn đây ha. Đó, mình xem giùm em. Rất đẹp nha.
Rồi bộ này thì em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 5.900.000 nha. Giống nhau, mặt đối diện cũng giống luôn. Đó, mình xem giùm em ha. Đây. Đây cô chú anh chị mình xem. Đồng rất là sạch nha. Đó thì những cái mặt hàng này cô chú anh chị mình cứ yên tâm, bên em siêu tầm rất là kỹ nha, mới giao lưu với mình. Đó, tại những cái mặt hàng này nó cũng hơi kén khách cho nên bên em siêu tầm đẹp em mới đem về bán nha. Còn những mặt hàng không đẹp thì tụi em không có đem bán đâu, cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Rồi cái bộ này em giao lưu mình với giá là 5.900.000. Rồi. Rồi tiếp theo mã K24 thì hôm nay em có siêu tầm về được một cái tủ trưng bày nha cô chú anh chị mình, hàng đục chạm nổi nha. Cái tủ này thì ít khi có lắm cô chú anh chị mình, hàng gỗ gõ thì cái tủ này là chuẩn hàng xưa luôn nha. Nó muốn thuộc cái hàng là 50-60 năm trở lên ha cô chú anh chị mình, rất là dày dặn luôn gỗ gõ nha. Cái này thì em chưa có hoàn thiện, cái màu của nó là còn màu cũ nha. Khi cô chú anh chị mình giao lưu thì em sẽ làm hoàn thiện lại cho mình bóng láng sạch sẽ hết nha. Chiều dài phủ bì là 1m97 ha. Chiều rộng của nó là 53 và chiều cao của nó là 85. Đó, cô chú anh chị mình cứ xem, hàng cẳng ốc xưa nha. Gỗ gõ rất là dày dặn và nặng tay luôn. Cây tủ này khá nặng nha. Đó, mặt trên cũng khá dày luôn. Này người ta xài lâu thì nó chỉ chày chụa thôi, còn gỗ của nó còn rất là dày dặn và nặng nha cô chú anh chị mình. Đó, tình trạng của cây tủ này là không có chơi vào đâu được nha. Khi em hoàn thiện lại cô chú anh chị mình nhìn không ra đâu, rất là đẹp nha. Đẹp hơn lúc này rất là nhiều ha. Những cái chi tiết này người ta đục chạm nổi nha. Đó. Cái mặt lá này rất là dày á, người ta mới đục được nha cô chú anh chị mình. Nó dày dặn lắm luôn á. Đây, mình xem giùm em ha. Cái miếng dán này là liền khối nè, dày gần 3 phân nha. Đó, cái miếng dán này là người ta đục nè, liền khối nè cô chú anh chị mình. Đó, cái cánh cửa là liền khối nha. Đó, mình xem giùm em, rất là dày và nặng luôn. Ở đây nó có cái hộc nhỏ đó nghe cô chú anh chị mình. Cái này là thì em siêu tầm về và quay cho mình thôi, chưa có hoàn thiện nha. Đó, em hoàn thiện phủ bóng lại cho mình hết trơn là rất là đẹp nha. Đẹp gái như gái 18 luôn. Cái này thì gái này là gái 60 nhưng mà khi hoàn thiện lại là thành gái 18 nha cô chú anh chị mình. 3 mặt, 4 mặt. Dạ đúng rồi. Ở bên đó người ta cũng đục chạm nổi ha, cái đó là cũng là dán liền luôn nha, cánh cửa nó cũng là dán liền luôn. Rất là dày, gỗ gõ mặt hàng xưa nha cô chú anh chị mình. Đó mình xem ha. Hàng này ít khi có lắm cô chú anh chị mình, hiếm có lắm nha. Em lâu lâu mới siêu tầm được những cái cây tủ này. Rồi cây tủ này em bao hoàn thiện cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bao hoàn thiện và bao phí ship tặng nhà cho mình, giá em bao cho mình hết toàn bộ là làm mới sạch sẽ là cho mình luôn. À, giá chỉ có 25 triệu thôi cô chú anh chị mình nha. 25 triệu bên em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi. Cái này cái chân ở dưới này là rồi nha cô chú anh chị mình. Đó, nó có hai thớt ha. Đó, khi giao lưu thì tụi em cũng sẽ hoàn thiện lại cho cô chú anh chị mình hết. Rồi mã này cũng là mã cuối clip nha. Mỹ Ngân em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.